Mà sau đây mình sẽ test Minh Chiến âm thanh 3 tiếng chọi test 907 lời ra. Vừa về trong sáng nay nha, nguyên cao tô lô luôn nha. Anh này. Giấy tờ mua hàng đầy đủ luôn. Đây nè, trong này luôn. Rất là mới. Rồi. Vừa về là nghe thông báo là bắt chủ Gia Lai chạy ra ngân hàng và chuyển khoản trong vòng 10 phút, rất là nhanh. Hàng này rất hiếm nên anh rất là nhanh tay. Chào mừng Tết gửi bác Nguyễn Tấn Nam ở Gia Lai nha. Rồi anh em. Thăm anh. Cảm ơn em đã quan tâm nha. Anh em cần gì thì cứ alo Minh Chiến nha.